tiếp đến thì mình sẽ giới thiệu hai cái loại ốp lưng có dạng trong suốt của Bezos. Đây là một cái ốp lưng nó có tên là Ultra Slim Case Designed for iPhone X. Nó sẽ rất là mỏng nhẹ, mình nghĩ là như vậy. Mình chưa có mở ra, nhưng mà nhìn sơ qua vào bên trong thì thấy là khá là mỏng nhẹ. Đó, thì các bạn có thể thấy là nó rất là đẹp, nó có thể xuyên thấu qua cái tay của mình, rất là dẻo luôn. Thì những các bạn nào mà thích cái ốp lưng dẻo, ốp lưng loại silicone thì chắc hẳn sẽ rất là thích cái loại ốp lưng này. Ở đây thì chúng ta có một cái phần cho nút nguồn, cụm camera được làm tròn, to. Nó sẽ bảo vệ cụm camera của bạn khá là nhiều đấy, bởi vì khi mà mình sờ vào thì cái gioăng này nó rất là cứng ở cái vị trí này nè. Đó, ở bên này là cái chỗ hở để nút tắt mở volume cũng như là tăng giảm âm lượng. Bên dưới này thì cổng lightning của bạn sẽ có một cái phần bảo vệ luôn. Đó là những bạn nào mà muốn bảo vệ toàn diện cho cái cổng của mình không để bị bụi vào thì xài cái ốp này rất là hợp lý. Cái mức giá của cái ốp Bezos này rất là rẻ, chỉ có 120.000 thôi. Và đang được bán ở Mai Nguyên với hai màu sắc là màu xanh dương như thế này và màu đen.